Độ ta không độ nàng đang là ca khúc hot nhất hiện nay, khiến nhiều người phải nghe đi nghe lại nhiều lần, với nội dung kể về câu chuyện tình bi thảm giữa một vị tiểu hòa thượng và cô gái phàm trần. Song kết cục cả hai vẫn không thể đến được với nhau, thậm chí đến khi cô gái chết vì phải cứu một hoàng tử độc ác, vị hòa thượng mới nhận ra được tình cảm của mình. Có thể nói, những câu chuyện tình yêu sâu sắc nhưng lại không thể đến được với nhau vẫn luôn là một chủ đề bất thủ từ trước đến nay. Hôm nay, chúng ta cùng Huỳnh Senpai tìm hiểu về top 10 bộ anime buồn bã, giống như ca khúc Độ ta không độ nàng đã lấy đi nhiều nước mắt của fan nhất. Mà hàng cho danh sách này là Angel Beast. Có một thế giới vẫn tồn tại song song với cõi dương, ngôi trường dành cho những học sinh đã chết nhưng vẫn còn nhiều vướng bận khi còn sống. Họ không được trải qua một tuổi thơ đúng nghĩa, không bạn bè, ước mơ dở dang, phải sống cuộc đời do người khác sắp đặt. Liệu khi đến nơi này, những linh hồn đó có được thỏa nguyện và siêu thoát hay không? Có một thanh niên tên Otonashi đã lạc chân vào ngôi trường lạ lùng ấy, tỉnh dậy với một bộ nhớ chỉ bằng số 0. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Yuri, với lời mời tham gia vào Shinda Sekai Sensen, một tổ chức bí mật chống lại cái chết. Người thứ hai cậu gặp là Tenshi, cô nàng lạnh lùng đâm vào ngực cậu một nhát chí mạng. Otonashi đã chấp nhận gia nhập vào tổ chức ấy để chống đối lại Tenshi, từ đó bắt đầu hé lộ những câu chuyện cảm động. Liệu rằng chàng trai trẻ Otonashi có thể tìm lại được chính mình hay không, là một bộ anime tuyệt vời, mang cho khán giả một câu chuyện ý nghĩa, đan xen những tình huống hài hước mà nếu không xem thì sẽ thật là lãng phí. Vị trí tiếp theo, Golden Time. Mở đầu câu chuyện của bộ phim xoay quanh nhân vật chính Banri Tada. Sau khi gặp một tai nạn nghiêm trọng, anh đã mất đi toàn bộ ký ức về cuộc sống cũ, với hy vọng rũ bỏ quá khứ và tìm cho mình một cuộc sống mới. Sau khi xuất viện, Banri quyết tâm thi vào đại học luật trường Tokyo, nhưng anh không thể hoàn toàn chôn vùi quá khứ, vì người yêu cũ Linda vẫn luôn theo dõi anh và anh thì không nhớ gì về quá khứ của hai người họ. Mọi chuyện sẽ rất bình thường, đúng chất hài lãng mạn của anime nếu như không có một ngày Banri tỏ tình với Coco, một cô gái đang theo đuổi bạn thân của mình. Không đem lại cho người xem những giọt nước mắt như những anime khác, nhẹ nhàng lướt qua rồi lại bùng nổ cảm xúc, sự mờ nhạt của quá khứ cũng như mối quan hệ khó khăn làm cho Golden Time đem lại cho người xem sự hồi hộp cũng như tò mò về dần cuối khi Banri đi gần tới quyết định của bản thân hơn. Yes or No dường như không còn đúng nữa khi đặt nó vào ba con người mang đầy trắc trở của quá khứ và hiện tại. Liệu Banri có thể chấp nhận hạnh phúc của Coco-san hay có lại với mối tình đầu tiên Linda của mình? Đó chính là điều cuốn hút làm nên cái hay của Golden Time. Nếu bạn mong muốn một anime tình cảm, ngọt ngào và xuyên suốt thì tất nhiên, Golden Time cũng là một lựa chọn không tồi chút nào, cùng song bước với đó là sự tò mò về quá khứ và quyết định hiện tại của các nhân vật. Vị trí thứ 8, Clanner. Câu chuyện của Tomoya và Nagisa sau khi cả hai đã là một cặp kể về hành trình cố gắng đi lên của đôi bạn trẻ khi nương tựa vào nhau và cũng là phần chứng tỏ sức mạnh của tình yêu, nó khiến cho con người ta trở nên mạnh mẽ và kiên cường như thế nào. Có điều, chông gai vẫn còn tồn tại ở phía trước, ấy là khi Nagisa bắt đầu có thai và điều đó khiến cho tình trạng sức khỏe của cô trở nên xấu đi rất nhiều. Và sau khi hạ sinh sau đứa con gái của cả hai là Ushio, cô đã ra đi vĩnh viễn, trở về cát bụi, khiến cho Tomoya ngập chìm trong đau khổ suốt 5 năm liền sau đó. Quãng thời gian tiếp theo, tưởng chừng như sẽ bình yên trở lại thì chớ trêu thay. Ushio, đứa con gái lại mắc phải căn bệnh quái ác, đã hành hạ Nagisa từ khi cô còn nhỏ và mặc cho những nỗ lực của mọi người, bệnh tình của cô bé không hề thuyên giảm, càng ngày càng nặng hơn. Và một ngày đông giá lạnh, thực hiện theo ý nguyện của cô bé, Tomoya đã đưa cô bé đi trên con đường phủ đầy tuyết rơi, tình trạng của Ushio càng lúc càng trở nên yếu đi và cuối cùng, cô bé đã gục ngã dưới những bông tuyết trắng xóa, hạnh phúc mới chưa đầy một năm đã vội vàng tan biến trở về hư vô. Trước khi ra đi, Ushio còn nói kịp với Tomoya một câu rằng, Papa! Còn nếu bố và đã đi vĩnh viễn trong vòng tay của Tomoya, cái chết của cô bé cũng là một trong những cảnh bi thương bậc nhất của không chỉ Clanner mà còn của bất kỳ anime đầy thương nào, đem lại một sự buồn bã tột độ cho cả chính người xem. Vị trí thứ 7, Plastic Memories. Câu chuyện diễn ra ở một thành phố trong tương lai gần, nơi mà con người chung sống với những android không chỉ có ngoại hình giống mà còn có cả cảm xúc lẫn ký ức giống như con người. Tập đoàn SAI, một công ty đi đầu trong lĩnh vực sản xuất android, đã giới thiệu Gistia, một mẫu android cao cấp hầu như giống con người về mọi mặt. Vòng đời của Gistia là 81.920 giờ, tức khoảng 9 năm 4 tháng. Và nếu vượt quá thời hạn sử dụng, sẽ dẫn tới sự phân rã nhân cách, mất trí nhớ và phát sinh ra bạo lực. Và kết quả, dịch vụ hậu kỳ ra đời với nhiệm vụ thu hồi những Gistia sắp kết thúc vòng đời từ những người chủ của họ và xóa ký ức của các android ấy. Để thực hiện công việc này, nhân viên của dịch vụ hậu kỳ phải làm việc theo một nhóm, gồm một người được gọi là Spotter và một Gistia được gọi là Maxman. Câu chuyện xoay quanh Tsukasa và cộng sự của anh ta là Isla, một cỗ máy android đang gần hết vòng đời.
Vị trí thứ 6, Anohana, câu chuyện xoay quanh thiếu niên Jintan, cậu cùng Menma, Anaru, Yuki Asu, Sudoku và Popo tạo nên biệt đội siêu anh hùng, cùng nhau bày trò và chơi đùa lúc còn nhỏ. Tuổi thơ đầy ắp những câu chuyện ngày thơ trong sáng ấy vẫn không ngừng tiếp diễn cho đến một ngày, Menma gặp tai nạn và qua đời. Bước ngoặt đó khiến cho mối quan hệ thân thiết bỗng chốc tan vỡ và tạo nên một lỗ hổng rất lớn trong lòng 5 người bạn. Họ vật lộn với nỗi mặc cảm của bản thân đến mức mỗi người tự chọn cho mình những hướng đi và thái độ sống khác nhau. Tất cả đều muốn che lấp quá khứ, cảm xúc thật của mình. Có thể nói, mọi sự xảy ra đều là vì Menma. Menma dễ thương, hòa đồng ấy đột ngột qua đời trước sự sững sờ của tất cả mọi người. Các thành viên biệt đội anh hùng, từng người chứng kiến cái chết của cô đều nén chặt nỗi mặc cảm trong lòng. Ký ức về ngày định mệnh ấy trở thành một nỗi ám ảnh, lặp đi lặp lại, đẩy sau kẻ trung tuyển chỉ đàn ra nghé, hằn vào trong tâm trí họ một vết thương trong lòng khó phai. Sau cùng, Anohana là một bộ phim đẹp, đẹp từ bối cảnh mùa hè, học đường từ tình cảm cho đến ý nghĩa sâu xa. Ta thấy mỗi nhân vật của Anohana trong chính con người mình. Tình tiết trong phim giống như câu tuyên bố, nếu được làm lại, hàng ngày ta vẫn thốt ra. Giá trị của sự diệu kỳ là thông điệp, mỗi người nên sống thật hơn với chính mình, yêu gia đình và bạn bè nhiều hơn nữa, có thể thành tâm và trân trọng họ như những nhân vật trong phim trân trọng nhau, để khiến cho tình bạn tự như đóa hoa nở vào mùa hè. Vị trí tiếp theo, Shigatsu wa Kimi no Uso, tháng 4 là lời nói dối của em. Câu chuyện kể về Arima Kouze, một thần đồng piano từ lúc còn rất trẻ, nhưng từ sau cái chết của mẹ, cậu đã từ bỏ piano và sống một cuộc đời buôn tẻ như một màu xám. Tưởng chừng như cuộc đời nhàm chán của Kouze cứ lặp đi lặp lại cho đến một ngày, nơi bước sang một trang mới khi anh gặp được một cô gái chơi đàn violon tên Kaori đầy tài năng. Chính Kaori đã vực dậy tinh thần cho Kouze, giúp cậu vượt qua chấn thương tâm lý sau cái chết của mẹ và trở lại với piano. Khi Kouze lấy lại cảm hứng âm nhạc, thì cũng chính là lúc bệnh tình của Kaori trở nên nặng và mất đi. Ngày mà cậu đến thăm mộ Kaori cũng là ngày cậu biết được người mà Kaori thầm thích từ lâu chính là Kouze. Tuy bên cạnh anh vẫn còn những người bạn thân thiết, nhưng ký ức về một cô gái tóc vàng, cá tính chơi đàn violon sẽ không bao giờ có thể phai nhòa trong tâm trí cậu. Là một bộ anime cực kỳ hay mà mình tin rằng các bạn nhất định phải xem một lần cho biết. Vị trí thứ 4, lạc vào khu rừng đom đóm. Tình yêu trắng vẹn tròn, nhưng suy cho cùng, nó vẫn là tình yêu đẹp. Họ không thể bên nhau ở đời thực, nhưng trong tim vẫn chứa hình bóng của đối phương. Sau bao nhiêu năm cô độc, sau bao nhiêu ngày hè muốn chạm vào người Hotaru, cuối cùng Gin cũng có thể làm được. Dù sau cái ôm đầy yêu thương ấy, cậu đã chẳng còn tồn tại, nhưng đó là tâm nguyện lớn lao của Gin, là điều mà chàng thanh niên của khu rừng đom đóm mong mỏi. Trước khi tan biến, Gin vẫn kịp nói với cô bé, Hotaru, cuối cùng anh có thể chạm vào em rồi. Như vậy, dù chàng đưa sống thì Gin vẫn cảm thấy hạnh phúc. Còn Hotaru đã có được tình yêu của Gin, đất trời có thay đổi, vạn vật có sinh sôi, thì tình yêu ấy vẫn mãi ở trong trái tim của Hotaru. Tớ biết, dù đã xem bao nhiêu lần, đã tự an ủi bản thân bao nhiêu lần, đã cố thuyết phục mình phải tin bấy nhiêu lần. Thực ra, nếu nhìn nhận theo một cách khác, thì đây là một cái kết đẹp và nó kết thúc trọn vẹn cùng với một mối tình không trọn vẹn. Một cái kết buồn chứ không nối tiếc. Nhưng tớ vẫn thật sự mong rằng họ có thể gặp nhau vào mùa hè sau nữa, những mùa hè kéo dài mãi mãi. Vị trí thứ 3, Kimi no Na wa, tên cậu là gì? Bộ phim kể về Mitsuha, một nữ sinh trung học buồn chán với cuộc sống tẻ nhạt ở vùng thôn quê Itomori, và Taki, một chàng trai Tokyo rất hài lòng với cuộc sống và công việc làm thêm ở nhà hàng sau giờ học. Khi sự kiện nghìn năm có một là sao chổi tiến gần đến trái đất diễn ra, Taki và Mitsuha bỗng nhiên bị hoán đổi cơ thể. Cứ vài ngày một lần, Mitsuha xuất hiện trong cơ thể của Taki, háo hức với cuộc sống nơi ồn ào đô thị, còn Taki thì trở thành Mitsuha và khám phá cuộc sống vùng quê. Họ cố gắng tìm hiểu về nhau để không làm rối loạn cuộc sống của nhau dưới những dấu vết thoáng qua của ngôi sao chổi. Với 1.200 năm mới có một lần, số phận của hai con người xa lạ dần quấn lấy nhau. Như câu chuyện được kể, tác phẩm là sự hòa quyện giữa hiện đại và cổ xưa, thành thị và nông thôn, ký ức và sự lãng quên, và cả những khát vọng lẫn nỗi niềm của độ tuổi đang lớn. Hãy trân trọng những gì bạn đang trải qua, vì giấc mơ sẽ phai mờ khi bạn tỉnh giấc, như lời người bà của Mitsuha từng căn dặn. Thế nhưng, kiệt tác này sẽ còn lắng đọng trong tâm trí và làm bạn mộng mơ một thời gian rất lâu, kể cả khi những tia sáng đã dần phai đi khỏi màn ảnh. Hãy xem tác phẩm này các bạn nhé, và hãy xem nó thật nhiều lần nếu bạn cảm thấy vẫn chưa đủ. Vị trí kế cuối, khu vườn ngôn từ. Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ trong cơn mưa buổi sáng mùa hè giữa cậu học sinh 15 tuổi Takao, ham mê thiết kế giày hơn học hành, và người phụ nữ bí ẩn uống bia vào mỗi sáng cùng chocolate trong công viên. Theo chân tác phẩm, chúng ta sẽ khám phá tới cảm xúc và cả suy nghĩ của cậu thanh niên 15 tuổi về người phụ nữ lớn tuổi hơn.
Đối với Takao thì người phụ nữ bí ẩn nhưng xanh đời này là đại diện cho ước mơ và cả khát vọng trưởng thành làm người lớn của anh. Cô hiện diện ở nơi mà Takao không thể với tới được vì cậu nhận ra rằng thực tại xung quanh mình và cả thế giới mình thuộc về chỉ là thế giới quá đỗi ngây thơ của trẻ con. Giấc mơ của cậu đối với người khác chỉ là giấc mơ của một thằng con nít quá viển vông mà thôi. Đây là một cốt truyện khá là dễ gặp trong các bộ tiểu thuyết thị trường ngày nay, nhưng không thể lẫn lộn vào đâu được khi khâu vườn ngôn từ có một chất rất riêng. Chất riêng nó đến từ Shinkai Makoto khi ông biết tạo ra điểm nhấn khiến người đọc bị lôi cuốn theo câu chữ vì kết hợp các câu thơ cổ điển của Nhật Bản phù hợp với cốt truyện càng giúp cho khâu vườn ngôn từ thêm hấp dẫn hơn, chứ không chỉ đơn giản là một gói mì tôm trên bàn tiệc ngôn tình. Các bạn hiểu chứ? Ở vị trí cuối cùng là 5cm trên giây. 5cm trên giây xoay quanh mối quan hệ của một cậu bé tên Tono Takaki với cậu bé Akari, từng là bạn học vào khoảng những năm 1990 cho đến thời hiện tại, chỉ hơn một năm bên nhau, cùng chung sống một mái trường tiểu học. Sau đó, do họ luôn tồn tại khoảng cách về địa lý xa vời vợi, họ chỉ có thể kết nối với nhau bằng những kỷ niệm cũ đã gói gọn trong trái tim mình và liên lạc từ xa qua thư từ. Nhưng dần dần, khoảng cách quá xa cũng như những biến động về cuộc sống, những non nớt của thời thơ dại khiến họ mất liên lạc, mỗi người đều lớn lên, có một cuộc sống mới, tình yêu mới, nhưng trong sâu thẳm, hình bóng người xưa vẫn mãi mãi khắc sâu vào trái tim họ. Dù làm gì, ở đâu, kỷ niệm xưa thỉnh thoảng lại ô về, khiến trái tim tội nghiệp lại rung lên, nỗi nhớ nhung và luyến tiếc. 5cm trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh hoa anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu. Là một trong những bộ phim phù hợp cho việc vừa coi vừa nhấp nháp một tách cà phê thật từ từ và chậm rãi, tốt hơn hết là khi ta đang ở một mình. Vì như vậy, cà phê đắng đắng trên đầu lưỡi có thể hòa quyện với chút cay đắng mới chớm trong tim, có thể hoàn toàn tập trung thưởng thức từng giây phút, thấm thía từng cảm xúc mà bộ phim mang lại cho con tim mềm yếu, cô độc của mỗi con người. Vừa rồi, tụi mình vừa điểm qua top 10 bộ anime có những câu chuyện tình lầm lì bi đát. Hy vọng danh sách mình đem lại có thể khiến cho các bạn hài lòng. Nhưng có lẽ đối với bản thân mình, bộ phim về câu chuyện tình lầm lì bi đát nhất là bộ phim về cuộc đời của chính mình. Xạo lìn thôi anh em ơi, tới năm nay hơn 20 tuổi nhưng chưa từng theo đuổi một ai. Ok, nếu thấy video này hay, hãy để lại một like, share. Còn nếu thích cả tớ, người đang đọc video thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye.